Người sống khôn khi về già tuyệt đối không nói ra ba lời này. Quý vị khán thính giả thân mến, cuộc đời và con đường đi của một người trong cõi nhân gian này là như thế nào? Người ngoài vĩnh viễn không thể hiểu rõ được tường tận. Vì vậy cho dù là ai cũng không nên tùy tiện đánh giá về người khác. Bởi vì khi chưa từng thực sự trải qua thì sẽ không có cách nào thực sự nhận thức được hết thảy những điều ẩn chứa trong đó. Có thể chúng ta thông minh hơn người khác một chút, cuộc sống của người khác trong mắt chúng ta không là gì. Nhưng chúng ta cũng không thể đứng trên lập trường của mình để đối đãi chỉ trích người khác. Mọi việc trong cuộc đời đừng nói quá tuyệt đối, cũng đừng nhìn vấn đề một cách quá chủ quan. Đặc biệt là khi đã về già, nhân tình thế thái nắm trong lòng bàn tay. Việc nói ra lời nào để xét đoán, đánh giá về người, về việc, về sự tình lại càng phải ổn trọng, phải thể hiện được sự chín chắn đúng mực của độ tuổi. Người già cần hết sức để ý và hết sức cân nhắc, tránh nói ra loại lời nói sau, kẻo tổn phước hại mình. Thứ nhất, mỗi người có một cuộc đời khác nhau, đừng tùy tiện đánh giá. Có một câu chuyện ngụ ngôn như thế này. Có một chú heo, một chú cừu và một chú bò sữa bị nhốt chung trong một chuồng. Có một lần người chủ đến bắt chú heo đi, heo lớn tiếng kêu thất thanh và dãy giụa chống cự mãnh liệt. Cừu và bò sữa không thích tiếng kêu thất thanh của heo nên giận dữ chỉ trích. Ngươi thật là làm quá, ông chủ mỗi lần đến bắt chúng ta đi thì chúng ta cũng không kêu to ầm ĩ như ngươi. Chú heo nghe xong liền đáp lại. Việc bắt các anh và bắt tôi là hai việc hoàn toàn khác nhau. Ông chủ bắt các anh chỉ là muốn lấy lông và sữa của các anh, nhưng ông ấy bắt tôi là muốn lấy mạng của tôi, các anh có hiểu không? Cừu và bò nghe xong đều lặng yên không nói được lời nào. Câu chuyện ngụ ngôn tuy ngắn ngủi và đơn giản nhưng lại rất sâu sắc. Nó nói cho chúng ta biết rằng, người có lập trường không giống nhau, ở vị trí và hoàn cảnh khác nhau thì sẽ rất khó để hiểu được đối phương. Nếu như chúng ta có thể đứng trên lập trường của người khác để nhìn nhận vấn đề, thì có thể lý giải được người khác từ sâu trong nội tâm của mình. Càng tiếp cận, càng gần với sự thật, càng cho khoảng cách giữa người với người nhiều sự từ bi hơn thì sẽ khiến người khác dễ dàng tiếp cận hơn. Như vậy thì sự hiểu nhầm giữa người với người cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Hết thảy những kết quả trong cuộc đời này đều không phải vô duyên vô cớ mà được sinh ra. Bất luận ai làm việc gì đều có nguyên nhân và lý do của họ. Bất luận trong cuộc đời của một ai đều có những hỉ nộ, ái ố mà không muốn người khác biết. Có một số người sở dĩ ưa thích đi chỉ trích người khác khi chưa hỏi rõ trắng đen thông thường cũng đều là vì có nguyên nhân ẩn đằng sau. Trước khi đi chỉ trích, đánh giá người khác, nhất định phải lý giải toàn diện được tình huống. Nếu như không phân biệt tốt xấu mà nóng lòng đi chỉ trích và phê bình người khác thì sẽ rất dễ dàng gây tổn thương cho họ. Cho nên chúng ta cần phải thay đổi thói quen tùy tiện phán đoán đúng sai trong cuộc đời của người khác. Khi thay đổi một góc, chúng ta sẽ phát hiện ra rằng không phải chỉ có mình chúng ta là nhân vật chính trong thế giới này. Mỗi người một dạng khác nhau, mỗi người là nhân vật chính trong câu chuyện của mình. Cho dù câu chuyện ấy là bình thường hay là ly kỳ lạ lẫm, mỗi người đều đã trải qua những câu chuyện khác nhau với những bi thương và hạnh phúc khác nhau. Nhân sinh vô thường, ai cũng có nước mắt, có bi thương. Chúng ta nên học cách biết tán thưởng và xót thương, học cách đối xử tử tế với người khác. Bởi vì suy cho cùng, cuộc sống của bất kỳ ai cũng đều không phải dễ dàng gì. Thứ hai, đừng tùy tiện trách mắng, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mới có thể thấu hiểu. Một vị bác sĩ sau khi nhận được cuộc điện thoại tiếp nhận một ca phẫu thuật gấp, liền vội vã chạy nhanh nhất đến bệnh viện và thay đổi trang phục. Cha của bệnh nhân nam đang chờ ông đã không kìm chế được bực tức mà trách. Tại sao ông lại có thể đến muộn như vậy được chứ? Chẳng lẽ ông không biết được rằng con trai tôi đang ở tình thế nguy hiểm hay sao? Ông đúng là một con người vô trách nhiệm. Bác sĩ nhẹ nhàng cười và nói, thành thật xin lỗi, vừa rồi tôi không trực ở bệnh viện. Khi nhận được điện thoại tôi đã lập tức đến ngay. Xin ông bình tĩnh một chút. Cha của bệnh nhân nam phẫn nộ nói, bình tĩnh, nếu như người nằm trong phòng phẫu thuật là con trai của ông thì ông có thể bình tĩnh được không? Nếu như hiện tại con trai của ông chết rồi thì ông sẽ như thế nào đây? Bác sĩ lại nhẹ nhàng nói, tôi sẽ đọc thầm kinh thánh, chúng ta từ trong cát bụi mà đến, cũng đều quy về cát bụi, hãy cùng cầu nguyện cho con trai của ông đi. Cha của nam bệnh nhân lại càng tức giận nói, chỉ có người thờ ơ với sự sống chết của người khác mới có thể nói được những lời như vậy mà thôi. Mấy tiếng sau, ca phẫu thuật thành công. Vị bác sĩ từ trong phòng phẫu thuật đi ra vui vẻ nói với cha của nam bệnh nhân, cảm ơn trời đất, con trai của ông được cứu rồi. Không chờ người đàn ông kia trả lời, vị bác sĩ vội vã rời đi và quay lại nói, nếu như có vấn đề gì, ông có thể hỏi y tá. Cha của nam bệnh nhân tỏ rõ sự giận dữ bất bình nói với y tá, ông ta thật kiêu ngạo, ngay cả việc tôi muốn hỏi tình trạng của con trai mình mấy phút đồng hồ mà cũng không được. Nữ y tá chảy nước mắt nói, con trai của bác sĩ hôm qua đã ra đi vì tai nạn giao thông. Lúc chúng tôi gọi điện cho bác sĩ đến mổ cho con trai của ông thì bác sĩ đang trên đường đến nhà tang lễ.
bây giờ đã cứu sống được con trai của ông rồi, bác sĩ phải vội vàng trở về để chôn cất cho con trai mình. Quý vị thân mến, cuộc đời của người khác phát sinh việc gì, họ đang trải qua khó khăn và trắc trở gì, đứng tại lập trường của mình, chúng ta cũng không biết được, những điều chúng ta nhìn thấy chỉ là bề ngoài mà thôi. Một người thực sự có văn hóa sẽ dùng lòng bao dung và tâm từ bi để thành tựu người khác, kỳ thực cũng là thành tựu chính bản thân mình. Chúng ta có từng trải qua khổ đau mới hiểu được nỗi đau của người khác. Chúng ta có bao nhiêu niềm thương cảm và nỗi khổ không muốn người khác biết thì sẽ biết rõ người khác cũng như vậy. Chúng ta có trải qua con đường đời gập ghềnh nhấp nhô như thế nào mới có thể hiểu được người khác cũng trải qua như vậy. Một người thực sự hiểu được tu dưỡng bản thân sẽ hiểu được lời nói có lợi có hại, hiểu được không nên nhìn nhận vấn đề từ một phía. Như vậy thì sự tổn thương giữa con người với con người gây ra cho nhau sẽ giảm đi rất nhiều. Kỳ thực một người nếu luôn đối xử tốt với người khác, thông cảm với người khác thì sẽ đạt được sự bình yên trong nội tâm. Có câu rằng, hạnh phúc của một người không phải được quyết định bởi tài phú, quyền lợi và dung mạo mà là được quyết định bởi mối quan hệ giữa bản thân họ với những người xung quanh. Cho nên nếu chúng ta muốn trở thành một người vui vẻ hạnh phúc thì hãy bắt đầu bằng việc đối xử tử tế với người khác. Thứ ba, đừng nói những lời gây bất hòa, bản thân mình chẳng vui mà còn khiến tình cảm sứt mẻ. Ai cũng mong gia đình hòa thuận nền nếp. Nhiều gia đình để xảy ra việc tranh giành quyền lợi trong những gia đình đông con. Là người lớn tuổi trong gia đình, người khôn ngoan sẽ không khiến mối quan hệ của cha mẹ với các con cái hoặc giữa các con cái với nhau có xung đột. Họ chính là người cầm cân nảy mực những câu chuyện liên quan đến mâu thuẫn gia đình và biết cách làm lắng dịu chúng bằng tình yêu thương và sự phân minh sáng suốt, chứ không phải là kiểu đối xử nhất bên trọng, nhất bên khinh, thiếu lắng nghe, thiếu thông cảm. Với mỗi sự việc hiện tượng, từng người sẽ có góc nhìn và quan điểm khác nhau. Điểm này dựa trên kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm thực tế của họ. Trong một gia đình nhiều thế hệ, có thế hệ sau sẽ có cơ hội nhìn nhận, tiếp thu và thảo luận về các quan điểm khác biệt với các thế hệ đi trước. Điều này góp phần định hình tư duy, kiến thức cũng như phát triển khả năng phản biện vấn đề. Kiến thức của cha mẹ, ông bà và người thân lớn tuổi sẽ giúp con cháu hiểu được tại sao họ lại có được vị trí như ngày hôm nay, cũng như khuyến khích họ phát triển hơn nữa trong tương lai. Các thành viên lớn tuổi đã trải qua chiến tranh hoặc thời kỳ khó khăn sẽ là nguồn cảm hứng cho các thành viên khác trong gia đình. Những câu chuyện vượt qua nghịch cảnh sẽ giúp các thế hệ sau nhận ra họ có thể thay đổi cuộc sống nhờ vào sự chăm chỉ, quyết tâm và nỗ lực của bản thân. Bên cạnh đó, vai trò của người cao tuổi trong gia đình giúp khuyến khích, cố vấn, tạo động lực cho trẻ nhỏ theo đuổi ước mơ. Ngoài ra, lúc bố mẹ và con cái có xích mích, ông bà thường là người đảm nhiệm trọng trách hòa giải những hiểu nhầm giữa hai bên. Người lớn tuổi có vai trò vô cùng quan trọng trong gia đình. Sự khôn ngoan, điềm tĩnh và tình yêu thương vô điều kiện của họ sẽ góp phần định hình tính cách, tương lai của các thế hệ trẻ sau này. Quý khán thính giả thân mến, tục ngữ có câu, con người có cố có ông, như cây có cội, như sông có nguồn. Tuy không còn là người chịu trách nhiệm chính về thu nhập, nhưng vai trò của người cao tuổi trong gia đình vẫn vô cùng quan trọng. Điều đó trước tiên thể hiện bằng lời nói, khẩu đức của các bậc trưởng bối trong gia đình và rộng hơn là cả những mối quan hệ xã hội. Người về già hãy như cây cao bóng cả, tỏa bóng mát cho con cháu được hưởng phúc đức, học tập cái nhân cách, phẩm chất của mình để đạt tới những thành công trong cuộc sống.